Ui, 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 ui. Không, 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 không xuống đây được, không xuống đây được. Dưới này có cái con nguy hiểm lắm. Tôi chỉ rớt xuống đây khoảng 2 giây thôi là cái con quái vật đấy nó sẽ kiểu đe dọa tôi. Nào thôi, thôi, nào, nào, nào. Nào. Thực ra là mình đang muốn nhảy lên người con cá sấu ấy để mình sang được cái chỗ anh bạn kia. Có cái cách nào khác không ta? Ui, ui, ui. It was at this moment that he knew he fucked up. Cái gì này? Càng cua. Ôi 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 ôi. Mẹ. Bán cua mà để nó thò càng ra này làm ăn tắc trách quá, không đùa đâu. Tôi chơi cái trò này được khoảng 2 phút thì 1 phút 8 là thời gian tôi chết. Ai làm gì mà nó tát nhỉ? Vô lý thật đấy. Ơ. Nó còn vui khi nó làm điều đấy nữa các bạn. Xem nào. Tôi chỉ cần lấy được cái khẩu súng của thằng kia thôi là cái thế giới này đến ngày tàn. Thôi xong. Đứa nào tát tao? Bà đúng không? À đây con này. Này. Lần sau cẩn thận nhá. Từ từ. Có vẻ nó chưa chết hẳn. Ui, ui. Cái gì đây? Nguy hiểm quá. Cái súng, khẩu súng tôi đâu? Tôi cần khẩu súng thôi. Tôi còn chưa trả thù xong. Đây rồi. Đâu 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 đâu, đứa nào tát tao? Bà đúng không? Con bé đấy đâu nhỉ? Nó láo quá. Thằng này tát người già. Thằng không có đạo đức. Cái thằng cảnh sát này nó cứ cản trở mình quá. Loại bỏ nó thôi. Rồi ok. Giờ thì ai bảo vệ mày nào? Đủ mà. Lần sau. Nope. Lần sau. Nope. Okay. Bắn cứ trượt. Tát tao đi. Tát tao xem nào. Mày tát tao xem nào. Tát đi. Tát đi. Ui. Thành phố tôi ở bạo lực thật sự. Không, không bắn được con cá mập. Không bắn được con cá mập. May quá. Sao mình lại bán, sao mình lại bán anh ấy nhở? Nào thôi đi, tao không vui rồi. Nữa. Nữa. Chưa thấy một chỗ nào nó gọi là thân thiện một tí ở trong cái trò này đâu. Trong khi tôi là một cái người rất là thân thiện rồi. Cái điều đấy không phải bàn. Định tạ tao nữa à? Cho mày làm mồi cho cá mập bây giờ. Làm sao? Làm sao? Ơ? À? Cái gì đấy? Ninja? Cái gì đấy? Con này là con cào cào à? Sao nó to thế? Xin mày đấy. Nối sang bên này đó là một cái hòn đảo của những cái người lao động chân chính. Ở đây là người ta bán cá. Tao xem cá đi, chặt tao à? Khổ quá. Ồ, oh, tao có thể ăn mấy con cá. Cứ ăn thôi. Hôm nay bán được hàng quá anh nhỉ. Cho em xin mấy con. Lấy hết cá của ông ý rồi. Cái thế giới này đối với một người hơi ngoại cân như tôi không biết nó có khó khăn không. Hơi ngoại cỡ. Rup. Hấp. Nặng quá, tôi nặng quá. Ui. Skill đấy cho 10 điểm. Ui. Nhà này của một băng Yakuza các bạn ạ. Ôi thôi anh. Ôi thôi anh. Ôi thôi anh. Còn lại gì đâu. Còn lại gì đâu. Trời ơi. Không có gì đâu anh cảnh sát. Bọn em đi chơi đùa với nhau thôi. Không có gì đâu. Từ từ, nếu như mà người đấy không phải tôi thì cái bọn cua này nó cắp không? Thôi. Nó chỉ cắp mỗi tôi thôi các bạn ạ. Không, không cắp ai khác, cắp mỗi tôi. Ừ, hay đấy, hay, hay. Game hay thật. Đi ngang qua thôi, nó cắp mà nhẹ mất cái chân. Hay đấy. À, khu này là khu phố ở Trung Hoa à? Bảo sao hơi hãm nhá. Hơi hãm đấy. Tôi đang nghe có tiếng trống. Tiếng trống hay phết. Ơ kìa, ông này đánh trống hay thật. Cái ông này kiểu nghệ sĩ đường phố ấy các bạn. Dạ. Sao lại thế? Ở trong này tôi đang thấy có một cái thanh kiếm. Không biết tôi vào lấy được không. Sợ thằng kia nó chặt tôi như nó cách nó chặt cá vậy. Đấy, tôi bảo rồi. Cái tay tôi không được lành lặn lắm. Gia đình đi chơi vui vẻ đấy. Vui vẻ đấy. Hả? Cái anh này làm việc hiệu quả đấy. Hiệu quả đấy. Đây, tôi rất cần một người công nhân như này đi làm việc cho tôi. Anh bạn có thể làm được nhiều việc đúng không?
Cái gì vậy ba? Trong cái trò này cái ông công nó cũng không ủng hộ tôi. Ông đốt á? Có ông đốt trò này à? Người tôi sưng quá. Người tôi sưng quá. À nó vẫn tiếp tục đốt. Hay đấy ông. À hip hop này. Anh bạn này chắc năm nay định đi thi rap Việt. Giờ anh ấy không thi được nữa thôi. Ổn không anh? Crickini. Ôi rồi ơi. Đúng rồi, chúng ta đi bộ chúng ta cứ phải đi sát vào bên vỉa hè như này các bạn ạ. Tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cứ có thể mua gì được ta? Katana. Sơi. Katana này anh em. Vô địch. Vô địch rồi, vô địch rồi, vô địch rồi. Ông này bắn còn kiểu chéo chéo tay kiểu gangster cơ các bạn nhỉ. Không bắn thẳng, gangster. Gangster. Ông này gây sự với tôi ban nãy đúng không? Ai chà, trong này đam mê âm nhạc đấy. Nhưng bạn này có vẻ hip hop. Ồ, gần trúng rồi. 3 điểm. Không, tôi phải ném trúng bằng được. Bây giờ chúng ta sẽ ném ném thẳng vào cái bảng kia. Nếu mà không được thì cái trò này nó bịp rồi. Yes. Anh dai chặt cá đấy à? Nghe nói ban nãy anh chém vào tay em hơi đau. Bây giờ em quay lại với những cái đồ này, anh phải nói gì đi chứ anh? Tôi không phải nói gì đâu. Anh này chắc là bạn của anh ban nãy đúng không nhỉ? À, thằng khốn. Thằng khốn. Tiếp tục ở cái khu phố này. Tôi phải đồ sát hết cái bọn này. Con cua khốn nạn. Nào thôi mà. À đây là một người bán thịt. Ông ấy thực sự bán thịt cào cào đấy à? Những cái miếng cào cào đang nướng kìa. Trông giống càng cua phết. Ô kìa. Ông kia làm gì ấy? Các bạn nhìn kìa. Tôi chưa làm gì ông ấy cả, tôi thề. Bán những cái gì đây? Clown nose. Mũi hề à? Mũi hề để làm gì? Mũi hề để làm gì ta? À ok, tôi hiểu rồi. Không vào được trong này anh em ơi. Phải có một cách nào đấy. Trong này bán nhiều đồ hay lắm. À ok ok, phá cửa kính là vào được. Anh già muốn bay đúng không? Đi, đi tôi cho đi bay. Tin tôi đi, hôm nay là một ngày rất vui của anh ấy đấy. Grow a shark. Chỉ cần thêm nước vào cá mập à? Tức là chúng ta chỉ cần bỏ cái con cá mập này vào trong nước là nó sẽ lớn lên đúng không? Đâu đâu nước đâu? Xin tí nước để nuôi cái con cá mập nào. Nước đâu rồi? Đâu, em bé cá mập của tôi đâu? Vừa thả vào nước rồi còn gì? Trong này tôi nhớ là nó có một quả bom này. À. Đây, trong này tôi cũng có một cái mối thâm thù với cả cái bọn nhặt rác này này. Các bạn nhìn thấy cái thằng đầu chọc kia không? Nếu như mà tôi đến gần nó sẽ cuộn tôi lại để nó ném vào xe rác. Một hành động không thể chấp nhận được. Tất nhiên là tôi phải loại trừ nó từ đây. Cả cái thằng đồ đệ của nó nữa. Cái xe đạp đây thì chúng ta có thể lái được không? Ô, hình như lái được xe đạp các bạn ơi. Lái được. Những cái lái, những cái dao không phải lái xe. Ô không, không đi vào trong này được. Nó cắt tôi. À không. Nào tao đang đi xe đạp. Tệ thật. Tôi không bao giờ đi vào cái chợ này thêm một lần nào nữa, tôi thề. Quên mất con cá mập. Sao lại quên mất con cá mập rồi? Con này xấu quá. Hai súng. Ngày xưa tôi đang hành tẩu trong giang hồ ấy thì người ta gọi tôi là Duy Hai Súng. Đây là lý do này. Cái nhà Yakuza mà ban nãy tôi vào đâu nhở? Ơ, cái cô gái kia có vẻ như là đang tận hưởng cuộc sống. Okay. Không trúng á? Đúng tâm mà. Đúng tâm cái anh bạn em nào. À đấy, đúng tâm chết rồi đây. Trò này kỳ lạ quá. Nào, tôi vừa nhìn thấy một trong số những cái tay sai ở bọn đấy xong. Đây đây, thằng này. Làm ơn đi. Trời ơi. Cửa hàng gì mà kỳ dĩ nhở? Bán mắt à? Kia có phải mắt không nhở? Ghê quá. Quên mẹ việc mắt ghê đi. Đây là đầu người này. Ê quýp á. Trò này quá đà quá rồi đấy.